Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao đóng góp của các tập đoàn như Walmart, ION, Center Retail, Lotte, Mega Market cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sự hiện diện tích cực của các nhà phân phối bán lẻ lớn nhất thế giới đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan trong các lĩnh vực kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng phát triển giữa Việt Nam và các đối tác, cũng như sự hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trong vai trò là thị trường bán lẻ, là nguồn cung quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020 được Chính phủ và Bộ Công Thương đánh giá là một đề án quan trọng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp một phần không nhỏ việc thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam tại hội nghị này bộ công thương đã cùng các tập đoàn phân phối ra mắt bộ cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp việt nam xuất khẩu vào một số hệ thống phân phối là đối tác của đề án bộ cẩm nang cung cấp những thông tin cơ bản hữu ích về từng hệ thống cũng như giới thiệu quy trình lựa chọn nhà cung cấp các yêu cầu tiêu chuẩn của một số mặt hàng khi xuất khẩu vào từng hệ thống phân phối như ion decalon lotte center retail mega market